Ý hai, con gái của con sinh vào ngày rằm tháng 11 năm 2008 giờ Dần. Theo người lớn ở nhà, gia đình con có lập cây hương thờ 12 bà mụ theo phong tục dân gian. Nay cháu đã đến tuổi có thể giải bát hương đó theo quan niệm của dân gian. Thì con xin Thầy từ bi cho gia đình con phải làm như thế nào? Theo cái phong tục của dân gian thì họ thường hay thờ mụ. Ngày xưa là thờ mụ hay cúng mụ cho lại dễ nuôi đó. Nhà Phật chúng ta thường hay thì hay bán khoán cho Đức Ông. Bán khoán Đức Ông cũng là một hình thức gọi là để gì? Để nương ăn mày Đức Ông, để Đức Ông để bênh hộ độ trì che chở cho các cháu nó dễ nuôi. Cái này có không? Nếu bảo là có thì ai nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu bảo không có thì nhiều đứa trẻ nó khóc oe. Sinh ra đã khóc ngày khóc đêm, đặc biệt là ban tối. Bán khoan Đức Ông về khỏi ngay. Nào bảo không có thì tại sao thì các cháu nó lại khỏi không khóc đêm nữa. Nếu bảo có thì giải thích khoa học kiểu gì? Mấy thầy trong miền Nam, mấy vị thượng tọa trong miền Nam mới đây ấy, cũng có đăng đàn giảng nói rằng Phật giáo khu vực phía Bắc, các chùa, các sư bán khoán cho Đức Ông là một hình thức là mê tín dị đoan. Một vài vị thượng tọa giảng có nói điều đó. Ngày xưa Đức Pháp Chủ, Ngài cũng có giảng về việc này. Ngày xưa là Ngài còn làm hiệu trưởng trường Trung Phật học Hà Tây của chúng tôi, Ngài giảng nói điều này. Không có mê tín dị đoan trong đây cả. Cái đây gọi là gì? Phương tiện để đáp ứng cái gì ạ? Đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật tử của người dân. Gia đình bây giờ họ có bệnh, các cụ ngày xưa bảo có bệnh thì vái tứ phương. Họ coi cái thầy chùa thì thầy chùa là bùa làng. Cái gì họ không giải quyết được về mặt bác sĩ, họ cần giải quyết về mặt tâm linh, họ ra chùa. Mà ông thầy phủi hết. Đạo Phật chúng tôi chỉ dạy con người ta là từ bi, là trí tuệ, tu hành theo bát chính đạo, theo tứ diệu đế vân vân thôi. Đạo Phật không dùng những cái việc đó, đi về. Đương nhiên họ sẽ về, họ sẽ phải về. Nhưng họ về họ sẽ ra gì? Họ ra ngay đền, họ bán khoán cho Đức gì? Đức Thánh Trần. Và dần dần là gì ạ? Từ cái chỗ chúng ta có thể dùng phương tiện để đưa họ về với Phật. Từ chỗ bán khoán Đức Ông thì mùng một ngày rằm họ phải đến lễ Phật mà. Dần dần sau này 12 tuổi lớn lên nó cho con nó chuộc khoán để bảo quy Tam Bảo là trở thành đệ tử tại gia của Phật mà. Tại sao không dùng phương tiện đó để cho vào đạo? Còn các cụ chúng ta biết, các Phật tử chúng ta biết, các cụ chúng ta thường nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nó không phải ở cái tờ bán khoán đó mà con họ không khóc đêm nữa. Nhưng điều quan trọng cái tâm thành của gì cả vợ chồng, cả gia đình họ thành tâm gắm gửi vào Tam Bảo, gắm gửi vào Đức Ông, gắm gửi vào các sư ở chùa là cầu nguyện cho gì? Chúc phúc cho con nhà con. Tâm thành thì liền được gì? Chư Phật Bồ Tát cảm thông. Có cầu tất ứng, có ứng là tất linh, có linh thì tất thông. Cho nên chư Phật Bồ Tát gia trì cho về đối là gì? Đứa con của họ ngủ khò khò từ đầu hôm cho đến thì trời sáng. Đức Ông linh thiêng quá. Đúng không? Nó xuất phát từ cái tâm thành của họ sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Nay chúng ta phủi bỏ họ đi, nói cái đó không phải là của Phật Pháp, đuổi họ ra khỏi cửa chùa thì đương nhiên họ vèo đi tìm tôn giáo khác, đi tìm một tín ngưỡng khác, một tâm linh khác. Có phải chúng ta mất đi tín đồ không? Chúng ta mất đi cái sự giáo hóa phổ cập ở trong nhân dân không? Cho nên một vài các quý thầy mới lớn lên một chút, do đi học nước trong nước ngoài, tôi nghĩ là có thể nhiều chữ quá, cho nên là quên đi cái bản sắc văn hóa của dân tộc, quên đi cái sự gì hòa nhập giữa Phật giáo và gì và tín ngưỡng của dân gian. Mà cái này Đức Phật cho phép, trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya, Đức Phật gì cũng cho phép làm được điều đó, để lấy phương tiện để giáo hóa độ sinh đó. Cho nên đây chúng tôi gì, ngày xưa Đức Pháp Chủ Ngài nói là cái vấn đề bán khoán cho Đức Chúa Ông, đây là một cái phương tiện thiện xảo, có thể nói là gì, tuyệt vời của các bậc tổ sư, cha ông của chúng ta ngày xưa, các bậc tổ sư, những người đi trước. Các ngài thấy gì? Rất hữu ích để giáo hóa cho gì? Cho tín đồ Phật tử, cho người dân. Nó chưa biết quy Tam Bảo thì ít nhất là mùng một ngày rằm nó biết tới chùa lễ Phật, đúng không?
Sau này nhân duyên nó đến đủ lúc nào nó quy Tam Bảo, nó làm đệ tử Phật tại gia lúc đó. Đấy. Chứ còn bây giờ cấm cửa nó ngay từ đầu khó lắm. Cái văn hóa vùng miền nó khác nhau. Không thể đem cái văn hóa miền Bắc áp dụng vào văn hóa miền Nam, cũng chẳng thể đem văn hóa miền Nam áp dụng văn hóa miền Bắc được. Bắc Trung Nam ba miền nó phân rõ. Cái văn hóa có sự đồng dị khác nhau thật là lớn về các quý vị. Cho nên một số các quý thầy lên giảng cứ bảo là bán khoán, các chùa miền Bắc bán khoán là sai. Mấy năm gần đây lại còn cúng dâng sao giải hạn cũng là sai, vì không có ở trong kinh Phật. Ầm ầm lên với nhau, tự các sư ầm ầm lên với nhau, cho nên báo chí nó mới nhảy vào, nó mới chơi cho một cái quả truyền thông. Bắt đầu từ cái vấn đề cúng dâng sao giải hạn, xong rồi đến chùa này chùa nọ chùa kia, làm cái gì nó xoay cho. Bây giờ sư làm cái gì nó xoay cho, tất cả những cái tốt cái lành nó không nhìn vào, nó nhìn thấy một cái điểm xấu thôi, nó xoay cho, nó đưa lên mạng một cái là rầm rầm nó chửi cho. Thế là các cụ giáo hội sợ quá là đi xử lý các sư mình ngay, xử lý các gì cấp dưới mình ngay để cho yên lòng dân. Hôm rồi mấy anh em chúng tôi ngồi xe đi với nhau, mấy anh em cùng sư với nhau, tôi nói mấy thầy nói là cái vấn nạn truyền thông Phật giáo bây giờ. Tôi mới nói là một phần cũng do các cụ trong giáo hội chúng ta xử lý một cách là gì, một cách là nó quá nhanh chóng. Chúng ta biết là đảng ấy mà, tôi hay ngồi với các bác lãnh đạo đảng nhà nước cũng gì, cấp cao có, cấp trung có, cấp thấp có, nhiều lắm. Truyền thông đang đẩy cái gì, nó đang muốn đánh một ông nào đó, nó đẩy cao lên, cao trào nó đẩy cao lên, đẩy cao lên. Thực sự là cái ông đó có lỗi, có tội, có thể là tham ô hối lộ, làm thất thoát của nhà nước, của nhân dân hàng bao nhiêu nghìn tỷ đồng. Nhưng đảng nhà nước chúng ta phải phân loại, nếu cái trường hợp này mà đưa ra mà xử ngay á, nó làm cho nhân dân gì phẫn nộ. Làm cho nhân dân phẫn nộ thì có nghĩa là sao? Là để cho những kẻ lợi dụng á, ở trong nước và nước ngoài á, nó lợi dụng vào đó thì nó phá đảng, phá nhà nước, chống phá cái sự đoàn kết của nhân dân. Nguy hiểm. Dẹp nó xuống. Đấy, cứ dẹp nó xuống. Trường hợp này sai, bắt buộc phải xử. Nhưng mà không xử ngay trong một hai ngày mà cái dân mạng nó đang rầm rầm, nó nóng, nó lên, nó chửi với thế này khác. Cho nó yên lặng, lắng xuống. Một vài tuần sau, lắng dần xuống. Một vài tháng sau, lắng dần xuống, mới bắt, mới xử lý. Chúng ta thấy, đấy, họ phải xử lý khéo thế. Vẫn xử lý, nhưng mà xử lý làm sao? Đúng người, đúng tội, nhưng mà phải đúng lúc nữa, đúng thời nữa. Giáo hội chúng ta cứ thấy báo chí nó rầm rầm một cái là họp trung ương giáo hội xử lý ngay. Cắt chức chủ trì hoặc là cắt chức cái này, chức nọ, chức kia, hoặc là đình chỉ chủ trì này nọ kia, vân vân. Để cho yên dân mạng đó. Như thế cũng rất nguy hiểm. Chính như thế thì lần này họ đánh được ông này, đánh được chùa này, lần sau họ đánh được chùa kia. Và giáo hội chúng ta thì bị động. Hôm rồi đi mấy anh em chúng tôi đi với nhau trên xe, tôi nói như thế. Mấy thầy bảo, thầy nói đúng đấy. Giáo hội chúng ta bây giờ đang bị động trước các dư luận của gì? Của các luồng thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội. Thế tôi mới nói rằng nếu mà thực sự giáo hội mà cái gì cũng xử lý nhanh chóng như thế, ví dụ ví quả cái vị sư mà bị đuổi ở dưới Hoài Đức ấy mà, ở chùa Linh Tiên ấy, vì dân người ta vì có gì đâu, có cái việc nó lỗi thì sư nhận lỗi thì thôi, mà sư không phải là đi bán cái đồ thờ ấy, mà do cái sai sót là sửa chữa cho nên là sai sót. Mà nó lấy cớ nó đuổi sư, nó đánh sư, nó đuổi sư ra khỏi chùa. Bây giờ các cấp chính quyền công an Hoài Đức với chính quyền Hoài Đức minh oan cho sư rồi, nhưng bây giờ nó vẫn không cho sư về chùa, chả làm gì được nó. Giáo hội chả có cái tiếng nói gì để mà bênh người ta cả. Có nói thì cũng không nói cho qua loa trong cuộc họp, xong rồi thôi, không có trách nhiệm gì thêm cả. Thế mấy anh em nó mới nói, nếu mà như thế, dần dần các chư họ bỏ giáo hội, họ không theo giáo hội nữa, giáo hội làm sao? Đó, tôi bảo cái điều này, những người làm công tác giáo hội cũng phải xem xét. Giống như đảng nhà nước, họ vẫn phải bảo vệ cán bộ chứ. Có đập thì đập hết à? Xem sai phạm đến đâu xử lý đến đó.
Thì các sư trong chúng ta không phải bây giờ phải thế, sai đến đâu xử đến đó. Nhưng mà xử làm sao đó cho nó gì? Cho nó quản, nó được cả hai bên, yên cả lòng dân, rồi còn được cả gì? Được cho cả những vị tu sĩ họ cũng phải phục nữa. Họ cống hiến cả đời, khi họ có cái lỗi một cái là xử họ ngay, cắt chức chủ trì họ ngay rồi, hoặc là không cho họ chủ trì nữa thế này nọ kia. Vậy thì cả đời của họ cống hiến, được đảng, nhà nước, được chính phủ công nhận, được nhân dân công nhận, các tổ chức chính trị xã hội công nhận, được giáo hội trước đây cũng gì cũng công nhận. Nhưng bây giờ cái lỗi của họ chưa đến mức như thế thì xử lý như thế nào đó, đấy là quan trọng. Cho nên anh em chúng tôi đi ngồi xe với nhau, các thầy nói cứ kiểu như thế này thì cái truyền thông Phật giáo, cái vấn nạn truyền thông Phật giáo nó còn kéo dài không biết tới bao giờ. Tôi nên nói là bao giờ các cụ ở trên cao mà còn cứ thấy báo chí nó vào cuộc một cái là đi xử lý các sư nhà mình ngay đó, còn không cần điều tra hoặc là phải trái ra sao cho nó gì, nó thấu đáo, nó chuẩn chỉ đó, cứ xử đã để cho yên dân đã, thì lúc đó thì vấn nạn truyền thông Phật giáo chưa hết. Cách xử lý chúng ta còn non lắm, còn non, quá non. Bên đảng nhà nước các vị thế, kéo dài, trường hợp nào kéo dài? Kéo dài cho một chút, vẫn bắt, vẫn xử lý, đúng người đúng tội. Nhưng cái lúc nó đang rầm rầm lên thì gì? Kệ nó, không nói tới nữa. Những phương tiện là truyền thông chính thống nhà nước không nói tới nữa. Để báo mạng nó nói, để bên ngoài nó nói, kệ nó. Nhưng phương tiện truyền thông nhà nước không nói tới. Dần dần nữa, một vài tuần sau, tháng sau là gì? Yên ả đi, lúc đó mới xử lý. Không có thì từ cái vấn đề này, nó lợi dụng nó lan ra vấn đề chính trị khác. Nguy hiểm lắm các quý vị. Đâu phải đơn giản đâu, làm chính trị ở ngoài đời không phải đơn giản. Mấy cụ nhà mình ấy, đấy, hơi một tí là xử đã. Cho nên cái điều này ấy, nhiều tăng ni Phật tử họ không phục đâu. Họ không phục. Nhưng mà thôi biết làm thế nào được. Nó từ từ, chúng ta ở trong thời đại nào cũng phải chịu cái đó thôi. Mà cứ còn làm được, còn như thế thì cái vấn nạn gì? Cái vấn nạn là truyền thông Phật giáo mà họ hay gọi là truyền thông bẩn ấy, để đánh Phật giáo trong 1-2 năm gần đây ấy, nếu còn xử như thế chắc chắn nó còn kéo dài. Chắc chắn còn kéo dài. Tại là cách của chúng ta gì? Nó non. Tôi phải nói là cái cách của chúng ta xử như là còn non. So với những người làm chính trị ở ngoài còn non, quá non. Cho nên là trong nhà Phật, trong cái giới nhà Phật có một cái giới. Đối với các tỷ kheo ni có cái giới là gì? Cái giới gọi là Như Thảo Phú Địa. Nó có một cái giới gọi Như Thảo Phú Địa. Ngày xưa Đức Phật đó, có Như Thảo là thảo tức là cỏ, Phú Địa tức là che đất, giống như lấy cỏ để gì? Che đất lại. Trong nhà Phật có một cái giới, chính Đức Phật chế định cái giới đó, gọi là Như Thảo Phú Địa. Chứ là ở trong tăng có một vị tăng hoặc một nhóm tăng nào đó làm sai, làm phi pháp, phi luật, nhưng mà chưa đến cái mức bị tần suất, bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, mà cử tội họ thì họ không nghe. Họ lại thì họ cũng có cái nhóm, cũng có nhóm người thân của họ, ví dụ như nhóm gì, nhóm tỷ khiêu của Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, cái nhóm của Lục Quần Tỷ Khiêu chẳng hạn, nó cũng mạnh, nó có nhóm của họ hàng vài trăm, thậm chí hàng nghìn tăng ni đi theo họ, nó cử tội họ, họ cử lại, họ họp chúng, họ phản ứng lại. Cho nên Đức Phật nói cái trường hợp như thế, nếu mà xử lý mà xảy ra cái chuyện gì, tăng đoàn bất hòa với nhau, chia bè, chia phái, thì phải gì? Lúc đó là phải xử lý khéo léo là Như Thảo Phú Điện. Tức là lấy như cỏ để che cái vùng đất bùn, đất bẩn, có phân, có do đấy đi. Đó, như thế, nhìn hơi xấu một tí nhưng mà gì? Thôi vẫn tạm chấp nhận được. Khiến cho tăng đoàn không bị gì? Không bị chia rẽ, không bị đổ vỡ. Đó, chúng ta vậy. Xem đảng nhà nước chúng ta xử lý làm sao? Kể cả ngoài nước ngoài cũng thế, các đảng phái của họ xử lý cũng vậy, quốc gia của họ xử lý cũng vậy. Đó, nó khéo ở chỗ đấy thôi. Đây nói về chính trị nhiều quá.